danh sách ban đầu để chúng tôi cung cấp cho các cơ quan chức năng. Thì là danh sách mà người đứng đơn là bà Nguyễn Thị Thoa không nằm trong cái danh sách mà chúng tôi đã gửi cho các cơ quan chức năng. Ví dụ như Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Liên đoàn Lao động quận và Công an quận Hà Đông. Nghĩa là cái danh sách này chị Phương cung cấp là không có danh sách 4 người, mà bây giờ trả lương lại không có danh sách 4 người nào. Mà như cái danh sách lúc ban đầu cung cấp. Và đứng đơn danh sách lúc ban đầu lại không có bà Nguyễn Thị Hoa, không có trong danh sách, mà bà lại là đứng đơn để đi khiếu kiện về cái công việc trả lương. Bà Bích để bảo là tôi là người con tôi là gian dối, không đi làm mà lại ghi bảng lương. Mà hàng trăm công nhân của tôi đây gọi tôi là u đây. Tôi còn có bằng giấy khen của quận ủy Nam Từ Liêm khen thưởng tôi 5.000 2020. Đây vẫn có đây. Khen thưởng là người tốt, việc tốt làm đúng chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ. Công việc là vệ sinh môi trường hàng ngày. Tôi bức xúc, quá bức xúc luôn. Đáng lý hôm nay tôi phải vui mà như thế này tôi lại còn buồn. Vì sao ạ? Vì là chị nói sai cho tôi. Chị bảo tôi là người không phải đi làm mà hôm nay lại được đi ra lĩnh lương. Mà tôi là người phục vụ Minh Quân từ đầu. Từ cái bắt đầu từ cái ngày mà Minh Quân đến nhận địa bàn của quận Nam Từ Liêm. Đến lúc công ty chấm dứt hợp đồng. Vâng. Là năm 2020 là ngày làm đến ngày cuối cùng luôn. À, tôi lại làm ở trong mảng cây Tây Mỗ. Nếu các chú công ty, các chú về phường Tây Mỗ hỏi, lúc nào bà cũng đi xin chữ ký của các tổ trưởng dân phố. Và coi như bà còn ăn 500 doanh nghiệp. Còn ăn nhau là cái bảng lương của công ty làm ra để bao nhiêu năm nay, mười mấy năm nay, chẳng hạn như cháu làm đây 8 năm nay là cái bảng lương nó vẫn như thế. Thì bây giờ vẫn phải như thế. Chứ còn đây là cái tổng này của mọi người. Có những người đây về người ta vẫn thừa tiền ra, người ta phải trả cho những người nghỉ rồi. Ở đây một số người là người ta nhá, bảng lương chỉ có 5.520.000, có những người đóng bảo hiểm được 4 triệu, hơn 4 triệu, thì mà đây bảng tổng là làm 5.520.000, mọi người đang phải thừa ra và phải về trả cho những người đã nghỉ rồi không có lập trong bảng này. Cô thử mang cái bảng lương ra xem bao nhiêu con người là không có trong bảng lương này rồi. Tất cả trong quản lý là 80 công nhân nhưng mà đây có 64 công nhân thôi. Thì những người nghỉ rồi người ta còn 1-2 tháng thì thôi, để dẫn vào những người kia để gửi công vào những người kia còn lại. Thì cái lương này đang làm tròn là 5.520.000. Còn thực tế ra nó là chỉ có 5.220.000. Ai đóng bảo hiểm là chỉ còn được hơn 4 triệu thôi.